Xin kính chào quý vị và các bạn đã theo dõi chương trình thời sự quốc tế 24 giờ mới nhất trên kênh YouTube của chúng tôi. Thưa quý vị khán giả, tin tức Tổng thống Mỹ Joe Biden từ bỏ tham gia cuộc tranh cử Tổng thống Mỹ sắp tới đang sôi sục khắp các mạng xã hội. Về phần ông Trump, trong cuộc điện thoại với CNN vài phút sau khi Tổng thống Joe Biden tuyên bố rút khỏi cuộc đua năm 2024, cựu Tổng thống Donald Trump đã mô tả Biden là Tổng thống tệ nhất trong lịch sử đất nước chúng ta. Phản ứng bất ngờ của ông Trump khi ông Biden bỏ cuộc đua tổng thống. Cụ thể, mặc dù vẫn chưa rõ ai sẽ là ứng cử viên của Đảng Dân chủ, ông Trump đã nêu phát biểu của mình về tình hình hiện tại của Đảng Dân chủ, người đứng đầu chiến dịch tranh cử của Đảng Cộng hòa tại hạ viện Richard Hudson gọi quyết định rút khỏi chiến dịch tranh cử của tổng thống Joe Biden là một vụ bê bối có quy mô lịch sử. Ông nhận định tổng thống của chúng ta đã mất năng lực, Đảng Dân chủ biết điều đó và họ đã nói dối người dân Mỹ để che đậy điều đó. Cử tri sẽ không tha thứ hay quên đi sự phản bội cuối cùng đối với lòng tin của họ. Bên cạnh đó, hết cũng đặt câu hỏi về khả năng của ông Biden trong việc tiếp tục phần còn lại của chiến dịch tranh cử tổng thống. Nếu tổng thống không đủ sức khỏe về mặt tinh thần để vận động tranh cử, thì ông cũng không đủ sức khỏe về mặt tinh thần để có mã hạt nhân. Mọi đảng viên dân chủ tại Hà Viện hiện phải trả lời tổng thống có đủ sức khỏe để phục vụ phân còn lại của nhiệm kỳ không. Trong khi đó, lãnh đạo đảng Dân Chủ tại Thượng viện Dick Durbin đã ca ngợi quyết định rút khỏi cuộc đua giành chức tổng thống của tổng thống Joe Biden nói rằng ông luôn đặt đất nước lên hàng đầu. Ông cho hay, bây giờ đảng Dân Chủ phải đoàn kết đằng sau một ứng cử viên có thể đánh bại Donald Trump và đưa nước Mỹ đi đúng hướng. Tôi sẽ làm mọi thứ trong khả năng của mình để giúp nỗ lực đó, Chủ tịch Ủy ban Quốc gia Dân chủ Jamie Harrison đã phát biểu về quyết định không tái tranh cử của Tổng thống Joe Biden tại buổi họp đã lên lịch trước của Ủy ban chứng thực đại hội. Tôi chỉ muốn nói điều này ở cấp độ cá nhân, Harrison bày tỏ thêm. Tôi rất xúc động về quyết định của Tổng thống, bởi vì Tổng thống Joe Biden là một tổng thống có khả năng chuyển đổi. Ông ấy là một nhà lãnh đạo tuyệt vời. Ông ấy là một người đàn ông tốt, một người đàn ông tự tế, người đã làm rất nhiều cho quốc gia này đã làm rất nhiều để nhìn nhận chúng ta như những con người để coi trọng chúng ta, để đấu tranh cho chúng ta. Harrison tiếp lời, tôi thật sự xúc động bởi vì tôi vẫn đồng hành cùng ông Biden, tôi vẫn ủng hộ tổng thống của mình và chúng ta sẽ vượt qua điều này, các bạn của tôi như chúng ta vẫn luôn làm. Trước đó, cùng ngày, tổng thống Joe Biden tuyên bố sẽ không tái tranh cử trong bối cảnh áp lực liên tục sau màn tranh luận thảm hại vào tháng trước, khiến nhiều người trong đảng của ông đặt câu hỏi Liệu ông có nên tiếp tục tái tranh cử hay không, ông sẽ phục vụ hết nhiệm kỳ còn lại của mình. Ông Biden viết trong một lá thư ông đăng trên tài khoản X của mình, mặc dù tôi có ý định tái tranh cử nhưng tôi tin rằng việc tôi rút lui và tập trung hoàn thành nhiệm vụ của mình với tư cách là tổng thống trong thời gian còn lại của nhiệm kỳ là vì lợi ích tốt nhất của đảng và đất nước. Ông chia sẻ thêm, tôi sẽ nói chuyện với The Nation vào cuối tuần này để biết thêm chi tiết về quyết định của mình. Được phục vụ với tư cách là tổng thống của các bạn là vinh dự lớn nhất trong cuộc đời tôi. Thưa quý vị, không chỉ nhận định về việc rút lui khỏi cuộc tranh cử của Tổng thống Mỹ Joe Biden, mới đây cựu Tổng thống Mỹ Donald Trump cũng nhận xét về đối thủ tiềm năng tiếp theo của ông. Ứng cử viên Tổng thống Đảng Cộng Hòa cho biết, Phó Tổng thống Kamala Harris sẽ dễ bị đánh bại hơn trong cuộc bầu cử vào tháng 11 so với Tổng thống Joe Biden, người trước đó đã rút khỏi đề cử ứng cử viên của Đảng Dân Chủ ra tranh cử ông Donald Trump, bà Kamala Harris sẽ dễ bị đánh bại hơn ông Biden. Cụ thể, ông Donald Trump đã đưa ra nhận định trên với kênh truyền hình CNN ngay sau khi ông Joe Biden công bố quyết định của mình. Trước đó, Tổng thống Mỹ Joe Biden ngày 21 tháng 7 đã tuyên bố rút khỏi chiến dịch tranh cử tổng thống năm 2024 và ủng hộ Phó Tổng thống Kamala Harris thay ông lãnh trọng trách đối đầu với ứng cử viên Donald Trump của đảng Cộng Hòa. Ngay sau đó, trong một tuyên bố bằng văn bản đăng tải trên nền tảng xã hội X, Phó Tổng thống Mỹ Kamala Harris cho biết bà rất vinh dự khi nhận được sự ủng hộ của Tổng thống và cảm ơn ông Joe Biden vì nhiều thập kỷ ông đã phục vụ cho nước Mỹ. Theo giới quan sát, quyết định trên là kết thúc đầy bất ngờ đối với sự nghiệp chính trị kéo dài 50 năm qua của ông Joe Biden. Ông Joe Biden đã phải đối mặt với những nghi ngờ ngày càng tăng về cơ hội tái đắc cử của mình sau màn thể hiện có phần yếu thế và không chắc chắn trong cuộc tranh luận trên truyền hình với cựu tổng thống Donald Trump vào cuối tháng trước. Trong chiến dịch tranh cử những tuần gần đây, ông Donald Trump và một số đồng minh của ông đã tiến hành các cuộc tấn công chính trị vào bà Kamala Harris trong bối cảnh có tin đồn bà có thể thay thế ông Joe Biden đứng đầu danh sách ứng cử viên tổng thống của Đảng Dân chủ. Được biết, Kamala Harris bắt đầu sự nghiệp tại văn phòng công tố viên quận Alameda trước khi gia nhập văn phòng công tố viên San Francisco và sau đó là văn phòng của luật sư thành phố San Francisco. Năm 2010, bà được bầu làm tổng trưởng lý California. Năm 2016, bà trở thành người phụ nữ da màu và gốc Nam Á đầu tiên được bầu vào Thượng viện Mỹ. Là một thượng nghị sĩ, bà ủng hộ cải cách y tế, hợp pháp hóa cần sa, hỗ trợ trao quyền công dân cho người nhập cư không có giấy tờ. Đạo luật RIM cấm vũ khí tấn công và cải cách thuế lũy tiến. Bà bắt đầu được quan tâm với những câu hỏi thẳng thắn cho quan chức chính quyền Trump trong những phiên điều trần thượng viện. Trên chính trường, bà nổi bật giờ tài năng chất vấn nhằm vào ứng cử viên được đề cử vào Tòa án Tối cao Mỹ Brett Kavanaugh, cũng như Tổng Công tố Liên bang William Barr tại các phiên điều trần ở Thượng viện hay cựu Bộ trưởng Tư pháp Jeff Sessions và các phó Rod Rosenstein của ông. Vào tháng 1 năm 2019, bà Kamala Harris tham gia cuộc bầu cử sơ bộ tổng thống của đảng Dân Chủ với khẩu hiệu Kamala Harris vì nhân dân. Bà Harris là một trong hơn chục đảng viên đảng Dân Chủ, bao gồm cả Biden đang tìm kiếm đề cử của đảng năm 2020. Đảng Dân Chủ thời điểm đó đã coi bà là ứng viên tiềm năng có thể đánh bại ông Trump trong cuộc bầu cử tổng thống Mỹ năm 2020. Nhưng cuối cùng bà đã bỏ cuộc vào tháng 12 năm 2019 vì thiếu kinh phí tài chính. Tháng 8 năm 2020, ông Joe Biden chọn bà làm người liên danh ứng viên phó tổng thống và mô tả bà là chiến binh dũng cảm. Khi tuyên thệ nhậm chức cùng tổng thống Joe Biden, bà Harris không chỉ là người phụ nữ đầu tiên giữ chức phó tổng thống Mỹ mà còn là người da màu đầu tiên, người gốc Nam Á đảm nhận vai trò này, bà cũng là người phụ nữ nắm giữ chức vụ cao nhất trong chính phủ Mỹ. Còn vài tháng nữa là đến cuộc bầu cử Tổng thống Mỹ cho nhiệm kỳ mới. Cuộc đua Nhà Trắng ngày càng quyết liệt hơn bao giờ hết. Tuy nhiên, rất nhiều lời bình luận nghiêng về khả năng đắc cử của Donald Trump cao hơn. Trong đó có Alexei Chepa, phó chủ tịch thứ nhất Ủy ban Duma Quốc gia về các vấn đề quốc tế. Ông nói với Ria Novosti rằng chiến thắng của ông Donald Trump trong cuộc bầu cử Tổng thống Mỹ ngày càng trở nên rõ ràng sau khi ông Joe Biden rút khỏi cuộc đua tổng thống. Cơ hội chiến thắng của ông Trump như thế nào sau khi ông Biden từ bỏ tranh cử tổng thống? Trước đó, cũng trong ngày 21 tháng 7, Tổng thống Mỹ Joe Biden tuyên bố rằng ông sẽ không tái tranh cử nhiệm kỳ thứ hai của đảng Dân Chủ, nhưng dự định sẽ tiếp tục nhiệm kỳ hiện tại của mình. Ông Chiba nhận định, sẽ có một số cạnh tranh giữa các đảng viên đảng Dân Chủ. Điều này sẽ càng làm suy yếu đảng trong cuộc bầu cử, chiến thắng của ông trump ngày càng trở nên rõ ràng tình trạng này giữa các đảng viên đảng dân chủ có thể dẫn đến thực tế là quốc hội cả hạ viện các đại diện và thượng viện sẽ tụt hậu so với đảng cộng hòa tổng thống mỹ joe biden đã tiết lộ quyết định rút lui khỏi cuộc đua trong một bức thư nhỏ trên nền tảng x vào chủ nhật hứa sẽ có bài phát biểu đặc biệt về vấn đề này vào cuối tuần này trong thư ông biden đã bác bỏ mọi khả năng từ chức sớm tuyên bố ông sẽ ở lại chức vụ cho đến hết nhiệm kỳ Tổng thống Mỹ bày tỏ trong bức thư, được phục vụ với tư cách là tổng thống của các bạn là binh dự lớn nhất trong cuộc đời tôi. Và mặc dù tôi có ý định tái tranh cử, tôi tin rằng việc tôi từ bỏ và tập trung hoàn toàn vào việc hoàn thành nhiệm vụ của mình với tư cách là tổng thống trong suốt nhiệm kỳ còn lại là vì lợi ích tốt nhất của đảng tôi và đất nước. Ông Biden cũng khen ngợi Phó Tổng thống Kamala Harris, người từ lâu được đồn đoán sẽ trở thành ứng cử viên của đảng Dân Chủ nếu ông từ chức mô tả bà là một đối tác phi thường trong tất cả công việc này. Hiện tại, phía đảng Cộng Hòa rất đoàn kết và tập trung toàn sức mạnh vào cuộc bầu cử sắp tới. Trong khi đảng Dân Chủ còn chưa chính thức công khai ứng cử viên tổng thống, thì bên này ông Trump đã tìm được đồng minh tranh cử, hòa hợp với ông trong nhiều quan điểm. Điều này càng giúp ông củng cố vị thế và tăng cơ hội chiến thắng. Theo đó, ông J.D. Vance, từ một người nói không với ông Donald Trump, từng gọi tổng thống thứ 45 của nước Mỹ là người nguy hiểm, nay Thượng nghị sĩ Chase DeFrance đã trở thành đồng minh của ông Trump. Thượng nghị sĩ Vance được xem là tiêu biểu của quan điểm bảo thủ mới, phong trào của những thành viên bảo thủ trẻ tuổi đang cố gắng thúc đẩy đảng Cộng Hòa đi theo hướng dân túy, dân tộc chủ nghĩa hơn và bảo thủ về mặt văn hóa hơn. Vance tin rằng tầng lớp tinh hoa Mỹ có trình độ học vấn tốt, và tự do về văn hóa đã được hưởng lợi rất nhiều từ toàn cầu hóa, tài chính hóa nền kinh tế và sức mạnh ngày càng tăng của công nghệ lớn. Thượng nghị sĩ Vance là người có tư tưởng phù hợp nhất với ông Trump. Có nguồn tin quen thuộc với suy nghĩ của ông Trump cho biết cựu tổng thống rất ấn tượng với những lần xuất hiện trên truyền hình gần đây của ông, nhấn mạnh đến sức hút ăn nói lưu loát và khả năng suy nghĩ chính chắn của ông. Hai người cũng phát triển mối quan hệ cá nhân trong những năm gần đây. Ông Trump thường gọi ngẫu nhiên cho ông Vance để thảo luận về chiến lược chính trị. Nếu ông Trump thắng trong cuộc bầu cử năm nay, Thượng nghị sĩ Vance sẽ trở thành ứng cử viên dẫn đầu cho đề cử của Đảng Cộng hòa năm 2028. Một số người thân cận của ông Trump cho rằng ông Trump muốn chọn người thừa kế tiềm năng và Thượng nghị sĩ Vance là người có đủ điều kiện nhất. Ông Vance cũng được đánh giá có thể truyền đạt tốt tầm nhìn của ứng cử viên Donald Trump. Những người nắm quy trình lựa chọn phó tổng thống cho rằng ông Vance sẽ mang lại cho đảng Cộng hòa các kỹ năng tranh luận và khả năng truyền đạt rõ ràng về tầm nhìn của ông Trump. Ông Charles người sáng lập nhóm hoạt động Turning Point USA, theo tư tưởng bảo thủ nhận định ông Vance, truyền đạt thế giới quan nước Mỹ trên hết rất thuyết phục và có thể giúp ông Trump ở các bang mà ông từng thua sát nút vào năm 2020 – như Michigan và Wisconsin, những bang có chung các giá trị, các đặc điểm về nhân khẩu học và kinh tế giống Ohio. Quan điểm của ông Van về các cuộc xung đột cũng tương tự như ông Trump khi không muốn căng dự quá sâu nếu không liên quan nhiều đến lợi ích của Mỹ, không quan tâm đến lợi ích của đồng minh, trừ một số nước như Israel, Ả Rập Saudi thông tin vừa rồi đã khép lại chương trình của chúng tôi ngày hôm nay những diễn biến tiếp theo liên quan đến việc bầu cử tổng thống mỹ sắp tới sẽ được chúng tôi liên tục cập nhật mời quý vị cùng chú ý đón xem quý vị cũng đừng quên ấn nút like và subscribe trên kênh để cập nhật những thông tin quốc tế mới nhất còn bây giờ xin kính chào và hẹn gặp lại